Trên bệ đá đặt một pho tượng vàng sáng chói mắt. Anh chàng cảm thấy mình sắp giàu to rồi. Anh vừa muốn xông lên thì bị ngăn lại. John cẩn thận vén đất ra quan sát, sau đó gõ xuống một gậy. Chúa tôi ơi, trên tường toàn là ám khí giết người. John sử dụng tuyện kỹ gia truyền, miệng niệm khẩu quyết, chân đi thất tinh bộ pháp, tránh được tầng tầng lớp lớp cơ quan, chậm chậm tiến đến bệ đá. Chỉ cần dẫm sai một bước, sẽ bị vạn tiễn xuyên tim. Anh đến được trước mặt pho tượng vàng, dùng mắt để đo lường thử. Biết ngay pho tượng nặng 3 kg, anh rút cái túi trong túi áo ra, lấy tay nắn một cái, cáp nặng chừng 7742 kg. Anh nắm một nắm cát ra ném đi, cảm thấy trọng lượng vừa đủ đẹp. Lúc này, anh chuẩn bị ly miêu hoán chúa. Anh bình tâm tịnh khí nhắm chuẩn thời gian, nhanh tay lấy tượng vàng lên rồi đặt túi cát xuống. Loạt thao tác này đúng là tuyện diệu. Ngay lúc anh muốn tan làm thì đột nhiên xảy ra sự cố. Bệ đá lún xuống khởi động cơ quan, sơn động đổ sập trong nháy mắt. John vội vàng bỏ chạy, hàng loạt mũi tên từ trên tường bay ra. Anh chàng thấy tình hình không ổn bèn nhảy qua vách đá, thấy cửa sơn động đang dần đóng lại. Anh ta liền bảo John ném pho tượng sang. Không ngờ sau khi lấy được pho tượng, anh ta lại bỏ mặc John trốn đi một mình. John ra sức nhảy sang, tóm lấy một sợi dây khô để leo lên, chui qua khỏi ngay vào dây cuối cùng. Kết quả vừa quay người, đã thấy anh bạn kia bị cơ quan đâm xuyên người, xác cũng lạnh luôn rồi. Anh lượng pho tượng lên tính rời đi, bỗng một tiếng ầm vang lên, tảng đá 300 tấn đang lăn đến. Anh liều mạng bỏ chạy, quả cầu đá vẫn chạy theo sau lưng. Ngay thời khắc mấu chốt, anh phi người nhảy khỏi sơn động, kết quả còn chưa kịp thở, lại bị một đám người bao vây. Tommy ngồi mắt ăn bát vàng, tượng vàng cầm con chưa nóng tay, đã bị người ta cướp mất. John lòng đau như cắt. Tommy quay người giơ tượng vàng lên cao, đám người kia lập tức quỳ bái. John thừa cơ chạy trốn, anh chạy giữa thảo nguyên như một con thỏ nhỏ, chạy bỏ đám người kia cả vài con phố. Anh đu dây leo nhảy thẳng vào hồ, sau đó trèo lên máy bay rời đi. John vẫn chưa chịu từ bỏ, lại lần theo dấu vết đến sa mạc làm giàu. Nghe nói trong cái giếng khô này có kho báu tổ truyền của người Ai Cập, những bích họa tuyệt mỹ với giá trị liên thành. Nghe nói nơi này có manh mối của giếng linh hồn. John nhanh tay xử lý bớt bụi, một hình vẽ lộ ra trên nền đá. Anh lật sổ ghi chép ra đối chiếu, cuối cùng cũng tìm được vị trí chính xác. Anh vội gắn huy chương lên trên cây quyền trượng, rồi cắm nó vào trong các lỗ nhỏ. Thời gian dần trôi, ánh mặt trời chậm chậm chiếu vào. Khi ánh sáng chiếu đến đỉnh của tòa tháp nhỏ, huy chương trên quyền trượng liền lóe ra một tia sáng màu xanh. Tòa tháp nhỏ lập tức tỏa sáng cả một vùng. John vui mừng ra mặt, cuối cùng anh cũng tìm được vị trí của giếng linh hồn. Sau đó anh bẻ gãy quyền trượng, rồi bảo đồng bọn kéo anh lên. Đột nhiên một đội quân xuất hiện, chúng thuê người dân trong vùng đến đào kho báu. Thế là John lại trà trộn vào đó, còn gặp được Jana đang bị bắt giữ. Anh muốn giải thoát cho Jana, nhưng rồi lại sợ bị lộ, thế là lại trói cô lại như cũ. Sau đó lại dùng thuyết đo lường, chậm rãi điều chỉnh ống ngắm, không ngừng điều chỉnh góc độ, cuối cùng cũng tìm được kho báu ở đằng xa. Anh vội đi.